Hello, chào mừng tất cả các bạn đến livestream của Hùng. Idol vào sân nha anh em. Idol Gun Visem. Xin chào tất cả các bạn. Nếu mà các bạn đang theo dõi được livestream này thì các bạn hãy giúp Hùng chia sẻ livestream đến nhiều người xem hơn đúng không ạ? Tuy nhiên thì Hùng thấy rằng là đồng đội của Gun Visem ở giải đấu này hơi yếu anh em ạ. Hùng đang nghi là có khi hôm nay là Idol sẽ bị loại. Hello, xin chào 100 người xem. Nếu mọi người đang theo dõi được cái livestream này, chúng ta comment 12 chào nhau cái nào. Chúng ta tương tác với nhau một tí cho sôi nổi nào mọi người. Hôm qua Idol đập gãy cả vợt anh em ạ. Đập bay cả vợt. Gãy xong bay cả vợt ra ngoài sân. Ok anh Ngô Lập, hôm qua Idol đập gãy vợt. Bây giờ mà anh em nào có ý định mua vợt Philip thì có lẽ là cũng hơi rén. Đôi nữ đánh xong rồi, Vũ Linh Chi ơi. Đôi nữ, loạt đôi nữ là đang đánh sắp xong rồi nhá. Hello Đạt nha. Chào Idol giúp em à. Anh còn chưa chào giúp anh được. Hello Vũ Linh Chi. À Việt Nam thua rồi em ơi. Đôi nữ Việt Nam thua rồi em ạ. Thua mất rồi. Thắng được 2 trận là cũng giỏi rồi. Em chào anh Lưu Tinh nha. Có anh em nào muốn chào support Hùng không? Để support Hùng chào lại cái nào. Ok, anh chào thằng em Trần Ngọc Trang nha. Xin giới thiệu mọi người huấn luyện viên Trần Ngọc Trang. Một gọi là KOL đây nhỉ. Một Facebook, một gọi là gì, TikToker rất nổi tiếng. Cũng như là nổi tiếng trên tất cả kênh luôn. Thầy Trang chuyên dạy cầu lông trong thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Thầy đánh đơn cũng rất là hay. Em chào anh, chào em Tạ Quang Bằng nhá. Đây là anh Phạm Mười này, anh Phạm Mười hình như là bố của Việt đúng không ạ? Bố của Việt đúng không? Nãy đôi Diệu Ly với Phạm Khánh bị thua mất rồi anh ơi, tiếc quá. Hello anh Thành Lê nha. Ok, bây giờ chuẩn bị đánh rồi nên là bây giờ em sẽ chỉnh góc quay cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm, chuyên môn của em. Anh em nào có nhu cầu học cầu lông trong thành phố Hồ Chí Minh thì liên hệ thầy Trang nhá. Thầy dạy rất tâm huyết và nhiệt tình cũng như là có kinh nghiệm thi đấu cũng rất phong phú. Hello anh Đức Tùng nhá, hết đi bạn là sao anh ơi? Ok, chúng ta cùng thưởng thức trận đấu nào. Hôm qua thì đồng đội của Idol đánh gọi là đánh hơi gà tí. Không biết hôm nay có hay hơn không. Có vẻ hay hơn trận hôm qua đấy anh em ạ. Đối thủ của đôi Gun Visem là cặp đôi đến từ Thái Lan. Một đường cầu hay.
dừng cổ tay quá hay. Ok anh Trịnh Đình, Trịnh Hữu Định nhá, có dịp vào Bình Dương thì sẽ liên hệ anh. Hello mọi người, cùng tăng anh em vào xem nhá, cùng tăng anh em vào xem và giúp Super Hùng chia sẻ live stream nào. Vâng, điểm số đầu đã rất là hay rồi. Ôi, tiếc quá, cầu không qua lưới. Hello bạn Nguyễn Đình Chiến nhá. Điểm số 2-0 cho cặp đôi của Thái Lan. 3-0. Cầu lật lưới có kết thúc được không? Rất khó, đập chưa đủ nặng. Đấy, idol đập nó khác ngay, nghe nó khác ngay anh em ạ. Không biết hôm nay có gây cây vượt nào không. Việt Nam còn đại diện nào không anh? Anh cũng không để ý em ạ. Khả năng là cũng hết rồi hoặc là cũng chỉ còn 1-2 đôi thôi. Đổi điểm 1-3 cho Goldview đôi của Goldview xem nào. Đôi Malaysia. Chém hay nhờ. Chém không biết là chém hay là đập luôn. Đổi điểm 4-1 cho Thái Lan. Tối nay không đánh em ơi, tối nay không đánh nhá. Hôm nay chỉ thi đấu từ sáng đến chiều tối thôi. Chắc tầm 6 giờ là xong, 6-7 giờ là xong. Em chào anh Hòa Dương nhá. Cảm ơn anh đã chào Support Hùng. Idol đánh vợt của thương hiệu Philips này ạ. FR Philips. Philips không phải Philips nhá, Philips. Đôi Thái Lan này hình như đôi hạt giống hay sao đó anh em. Rất khéo. Cầu trong sân. Muốn biết xem nhìn cảm giác rất là cao nhá, nhưng mà thực tế ngoài thì không cao như trên video mọi người ạ. Nhìn thì cảm giác rất là cao. Ô, em làm gì vậy? Em này đánh lỗi vặt nhiều lắm. Điểm số 6-3 cho Thái Lan. Đập càng thế. Đôi Thái Lan chém hay lắm. Mất chân rồi. Và cầu lỗi, cầu không qua lưới. Đổi điểm 4-8 cho cặp đôi Malaysia. Em cảm ơn anh Lê Tuân nhá. Em cảm ơn anh Lê Tuân. Điểm số 4-8.
Bổ cầu chính xác 58. Em lại chào Hiếu thứ nhất badminton nha. Rất hay. Tiếp tục là một điểm số cho cặp đôi Malaysia. Có pha cầu đầu tiên anh Dũng Tiến à? Ok, lại chào thằng em Trần Ngọc Trang phát nữa nhá. Một pha đẩy cầu ngang ngoài tầm với của Golden Sen. Điểm 96. Đè lưới rất may mắn, cầu lật lưới 16. Hello thằng em Đình Hân nha. Hello bạn Trần Tiến Hùng nha. Idol đánh giải nhỏ này nhưng mà khả năng có khi hôm nay ra về đấy anh em ạ. Idol hôm qua đập gãy vợt nên chắc hôm nay dán không dám đập. Nhạt còn hay hơn cả hôm qua anh ạ. Đôi Thái đánh hay mà. Rất hay, rất chủ động. Rồi một pha xoay sở không kịp. Điểm số rút ngắn còn 7-10 cho cặp đôi của Malaysia. Hello anh em, lại nhớ anh em chia sẻ cho Support Hùng cái nào. Anh em nào yêu quý Support Hùng thì ủng hộ Support Hùng bằng một cái chia sẻ đấy ạ. Nếu mà mọi người đã giúp Hùng chia sẻ thì comment đã chia sẻ thì Hùng cảm ơn nha. Rất căng. Quả đấy đập ở giữa khó, khó đỡ. Điểm 11-7 nha anh em, các vận động viên nghỉ giữa set 2 phút. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Phúc đã giúp Support Hùng chia sẻ live stream. Đang có sự trao đổi chiến thuật giữa hai vận động viên cũng như là huấn luyện viên. Có mỗi anh Phạm Hoàng Phúc chia sẻ cho Support Hùng thôi à, buồn thế nhỉ. Chúng ta tiếp tục với set đấu thứ nhất, điểm số 11-7. Thủ quả khá đáng tiếc, một pha thủ cầu rất có ý đồ. Hello Nguyễn Trung Hiếu nha, cứ vào sân xem em không mất tiền vé nha. Em cảm ơn anh Hòa Dương giúp em chia sẻ. Trời ơi, quả tạ này hơi nặng rồi anh em ơi.
chém rất khó chịu luôn, đôi Thái chém cầu cực tốt. 14-7 rồi. Hello anh em cứ theo dõi nha, bây giờ support Hùng đi sang bên kia đặt máy quay các trận khác để up lên cho anh em xem sau nhá. Sẽ cố gắng quay nhiều trận nhất có thể để em cùng xem và cũng như học hỏi từ các vận động viên. Kiểu gì về thì Hùng cũng sẽ phải soi và lại phải chỉnh lại kỹ thuật anh em ạ. Hello Trọng nhá, sân này là sân nhà. Ông hay cặp với Gôn Vi Xem lại cặp với người khác anh ạ. Tan Huy Kiong gì đấy đúng. Đúng rồi, đôi Thái này đánh hay. Nhưng mà đôi idol từ hôm qua đánh đã thấy chán rồi. Sân nhà thi đấu quận Tây Hồ nha em ơi. Hello 716 anh em đang theo dõi livestream, số phát hùng đã trở lại. Người số bao nhiêu rồi Quân? Nhìn không rõ nhỉ. Nói chung là xét này không cứu vãn được rồi. Điểm số 12-19.
Hay quá. Đập rất gắt nhưng mà vẫn chưa thể giành điểm, bên kia thủ khá lì. Ôi, móp cầu luôn anh em. Không phải là gãy vợt vì vợt kém chất lượng, mà là quả này chứng tỏ là gãy vợt vì tay quá khỏe. Đập móp cầu Zonex luôn, sợ thật, mà cầu vừa mới thay chứ. Em chào anh Viên Nguyễn, Đình Hoàng Đình Mạnh thua đêm hôm qua rồi anh ơi. Hôm qua em có live stream đây, nếu mà anh muốn xem lại trận đấu đấy thì có thể xem trên kênh này luôn. Xem lại trên kênh này luôn. Hôm qua là lịch thì là 8:30 Đình Hoàng Đình Mạnh đánh, nhưng mà đến tận gần 12:30 đêm mới đánh nha mọi người. Hello anh Quang Trần. Điểm 14-19. Rất tốt. Quả đấy là một pha có vẻ hơi lỗi vị trí của cặp đôi Thái Lan. 15-19. Giải này Super 100 thôi anh ơi. Ok, em cảm ơn anh Rèm Đẹp Hiếu Linh đã khen tạo động lực cho Sport Hùng tiếp tục live stream gửi đến anh em những trận đấu hay. Xem một anh Nguyễn Sơn ơi, xem một ạ. Điểm 16-19. Hello anh Tuấn Trần, live bằng iPhone 8 Plus anh ơi. Một người mình live bằng máy đểu mà nhiều anh em cứ hỏi là live bằng cái máy gì mà nét thế. Em chào anh Thắng Sport nha. Trận đấu thứ nhất điểm số 17-20. Thôi xong, không còn rồi. Không còn rồi. Đập như quân lưu luôn. Quả đấy là đập như quân lưu đấy. Trận đấu thứ nhất kết thúc điểm số 21-17 nha mọi người. Xin chào 808 người xem. Tranh thủ các vận động viên đổi sân, chúng ta chào nhau cái nào. Nếu mà bạn lần đầu tiên hoặc là lần đầu tiên xem live stream của Sport Hùng thì có thể comment 2 để chào và làm quen với Sport Hùng nào. Cho Sport Hùng có cơ hội làm quen và tương tác với anh em. Ok, em chào anh Trần Hùng Bắc nhá. Ok, chào Nam Nguyễn nhá. Anh em chia sẻ giúp Sport Hùng luôn nhá. Ok, chào anh Vũ Thế Trình phát nữa này. Ok, anh Đỗ Phương Nam bên kia trẻ khỏe á. Hello anh Vốt, Vốt ca to nha. Ok, xin chào Bảo Phúc này. Hello Bảo Trâm nhá. Khánh Ly đánh rồi, thua mất rồi em ơi. Xin chào anh Tiến Thể Thao Bắc Ninh. Hello BT Khánh Nguyên nhá. Ly đội nào anh Ha là sao em? Em chào anh Minh Linh Hiếu. Xin chào Nguyễn Văn Thủy. Việt Nam còn đôi nào không anh? Anh cũng không rõ. Hello Nguyễn Minh Hiếu. Ok, cảm ơn anh Vũ Thế Anh nhá. Ok, nhờ kênh này mới được xem live stream. Đôi Thái là Phu Phun và Sa Kun đầy tiềm năng. Ok anh ơi, đôi Thái đánh hay mà.
vừa có lực lại còn vừa có kỹ thuật. Ừ, hôm qua idol đập cái gãy vợt bay ra ngoài sân luôn. Đầu vợt bay ra ngoài sân luôn. Đúng rồi, idol hôm nay giải này cặp cạ yếu quá. Đánh lỗi nhiều ấy. Ok, xin chào Nguyễn Lân, xin chào Chi Trần nhá. Thôi nhiều anh em chào Hùng quá, Hùng chào không kịp thì Hùng xin phép là... Hùng xin phép là tập trung vào trận đấu nha anh em. Con iPhone 8 Plus này livestream cùng em từ năm 2021 đến giờ đấy anh ạ. Anh lúc nào đánh chắc là mai anh thi đấu em ạ. Ok, em chào anh Nguyễn Minh Ngọc này. Anh Thư ở anh Đình Long ở Việt Nam còn mỗi anh Thư. Giải cầu lông quốc tế Sipucha Hà Nội giải như giải Super 100 nhanh ơi. Có tính điểm xếp hạng thế giới. Chúng ta đến với xếp đầu thứ hai nào. Trong xếp đầu thứ nhất thì cặp đôi Gunvisem, cặp đôi của Malaysia với Sam Lình đã để thua 21-17. Và chúng ta chuẩn bị theo dõi xếp đầu thứ hai. Hy vọng rằng idol sẽ bật kèo xếp 2 để chúng ta có thể xem xếp 3. Đúng rồi, idol đánh vượt Philip anh ạ. Đúng rồi đấy. Vâng, em vẫn đọc điểm đều mà anh. Idol đánh rất kiểu tự tin nhá. Bắt lưới quá nhanh, 2-0. Đôi Thái Lan họ rất cho bên ít, cho bên kia đập nhá. Toàn cầu ngang với cả cầu gõ, cầu chém này. Điểm số đang là 2-0 nha anh em. Rất nhanh, tì nhanh thật. Vâng, một đường cầu hai. Ôi, idol hất sai địa chỉ hơi nhiều. Pha cầu ngoài sân cỡ khoảng 80 phân. Điểm 3-0 em ạ, 3-0. Hôm nay Hùng xem lịch thi đấu thấy đôi của idol gặp cái đôi Thái Lan này, Hùng có linh cảm không tốt rồi. Xôi, đập sợ nhờ. Điểm số 4-0. Nhìn qua điện thoại nó bị chậm đi em ạ. Xem là thi đấu nó khác lắm. Hello N Anh Đức nha. Điểm đang là 1-4 nha. Cầu không chính xác. Đội điểm 5-1. À đúng rồi, nãy như Quốc Học bảo anh buổi tối nhé. Ok nha em ơi. Nãy không đang định trả lời thì làm cái gì ấy. Giờ mới nhớ ra. Điểm số 6-1 cho Thái Lan. Tôi nay tôi bảo rồi, ông nào mà muốn chụp ảnh với idol thì ra xin chụp trước trận đấu đi. Bởi vì sau trận đấu mà thua thì idol có muốn chụp ảnh với ai nữa. Điểm số bây giờ đã là 7-1 rồi.
tôi chụp ảnh với idol từ hôm qua trước khi trận đấu diễn ra rồi. Vì rất sợ kiểu idol thua xong rồi đến lúc mình xin chụp ảnh không được ấy. Nên là cứ chụp trước trận đi. Cầu ngoài sân. Đội điểm 27. Không phải idol đánh chán mà là đồng đội cặp cùng hơi đuối. Ôi, quả đấy cũng hỏng tiếp gì. Điểm số 9-2. Ép lưới rất nhanh. Đội điểm 39 cho cặp đôi của Malaysia. Idol Gôn Vi Xem nha em ơi. Gôn Vi Xem tay vợt nhì Olympic 2016 ấy. Phong thái của gọi là cường giả mà thế anh Nguyễn Hùng ạ. Idol có phong thái thi đấu rất tự tin nhưng mà nhưng mà sau trận này chắc là đi rồi. Đập dã man thật. Chắc là thằng em thân thiết gì đấy nó rủ anh gánh em đánh cái giải bé bé này, chắc anh em mình cũng có cửa. Thế là idol sang Việt Nam thì anh em mới được xem idol đánh chưa? Cái 2016 Olympic cặp đôi Volta đánh hay mà. Vôn đi xem cái gì nhỉ? Mà đánh cùng idol hơi yếu. Dễ đánh cô hả? Xét 2 điểm 11-4 rồi nha mọi người. Đúng rồi, nếu đánh với Gôn Vi Xem ít nhất nếu mà làm cầu hay thì còn có cửa. Chứ còn cầu làm không được song thủ cũng hơi đuối thì đúng là khó thật. Trong thi đấu chuyên nghiệp Hello anh Dũng hỏi Zonex hay Liên Minh hãng nào hay hơn? Thì nếu mà tầm giá anh mua dưới 2 triệu thì chọn Liên Minh nha anh ơi. Còn nếu mà tầm khoảng hơn 2 triệu, 2 triệu rưỡi đổ lên thì có thể chọn Zonex và Liên Minh đều ok nha. Anh mà thích cái kiểu mà đi êm luôn từ đầu thì chọn Zonex, còn Liên Minh thì mới đầu đi sẽ không êm lắm. Nhưng mà sẽ sau đi sẽ càng ngày càng êm và nó giữ form tốt hơn Zonex nha. Về độ bền thì em đánh giá Ninh sẽ bền hơn Zonex một chút. Vâng, như Tuấn Đức Hồng Nam không đánh giải này anh ạ. Trọng tài bắt phát cầu cao tay. Thôi coi như là động viên idol một điểm. Anh Đăng Kiên bắt cao tay quả vừa rồi. Điểm 5-11. Dồn hết vào ông kia. Hai đồ lười đập thế nhờ. Không đập thì chém xuống. Không lại cho bọn nó ép thế.
Đôi này dí lưới nhanh dã man luôn anh em, dí nhanh, quá nhanh. Còn mà ra đôi kia họ chặn hết. Idol nghe chán rồi, ok anh em. Công nhận là chán thật đấy chứ. Chán rồi, chán rồi. 13 năm nhá. Đây rồi, nhưng mà vẫn không chết được anh em. Đập mạnh thì đập mạnh thật đấy, nhưng mà đối thủ thủ có phải dạng vừa đâu. Chém cầu ngoài, một pha chém cầu nghe vút. Chém rất là siết, siết lưới. Đôi điểm 6-13. Idol lâm nhiều quá, thằng em nó đã thủ kém rồi. Ui xồi ôi. Quả đập quá mạnh và quá cắm. Ok, chào anh Mạc Thanh Toàn nha. Bây giờ bắt đầu là loạt trận đuôi nam đây mọi người ạ. Loạt trận đuôi nam. Xếp hai người. Đập cầu ngoài sân. Điểm rút ngắn 7-14 cho Idol. Nhưng nói chung là khó lắm. Đã dưới cơ rồi còn đang bị dẫn sâu thì khả năng bật kèo là rất khó. Thủ khá hay. Vâng. 84. Đôi Thái Lan thanh niên này đập bắt đầu hơi vội rồi, đập mấy quả ngoài hết. Quá nhanh, quá chắc tay. Mười lăm chín Thái Lan giao cầu. Thủ ngoài mất rồi. Tối không đánh anh ơi. Em nghĩ là đánh tầm đến 6 giờ là hết trận thôi. Đúng rồi, đôi Thái đánh kiểu dồn dập, dồn ép nhanh. Mà đánh không cho cầu bên kia đập mấy. Mà thực ra nhiều quả cũng idol cũng chẳng muốn đập. Thank you.
Rất hay. Rồi ok. Phải xử lý nhẹ nhàng. Khoảng cách vẫn là 5 điểm. 11-16. Mình đi xem áo xanh thì xa màn hình bạn ơi. 11-16. Đấy, idol vừa đập đấy. Rồi rồi, thằng em phá quá. Nói chung là đánh mình đánh cặp, ví dụ yếu mà đánh yếu hơn mà đánh cặp với một đồng đội mạnh ấy, xong rồi bị đôi còn lại họ dồn vào ấy, thì cảm giác tâm lý nó sẽ rất là nặng. Xếp 2 rồi Hoàng Sơn ơi. Hai đồ sắp về nước nha. Xếp 2 điểm 18-11. Xếp đầu thua 21-17. Hơi gắt. Tối không có lịch em ơi, tối không có lịch. Đánh đến tầm 6 giờ đến 7 giờ là hết trận rồi. Điểm 14-19 nha mọi người. Đôi bên này mấy quả vừa rồi đánh lỗi nên là bên kia gọi là bắt đầu vẫn có hy vọng. Hay, nó xỉa quả bẻ cổ tay nhanh thật. Hai mươi mười lăm điểm kết thúc trận đấu. Idol chuẩn bị bắt xe về nước. Sơn 16-20. Ở ngoài 21-16 xin chia buồn với idol.
Idol cảm giác trận này đánh không nhiệt mà anh em ạ. Hello anh em, Spot Hùng xin phép kết thúc live stream ở đây nhá. Để thực hiện live stream mới, tí có trận mới sân này thực hiện live stream mới cho anh em xem. Nếu mà anh em muốn xem tiếp thì cứ bấm follow nhé, chắc tầm 5 phút nữa thì Hùng sẽ thực hiện cái live stream mới. Trận này Hùng nghĩ là cũng là trận chán nhất đuôi nam, nhưng mà vì có idol đánh nên Hùng ly thôi. Các trận còn lại sẽ rất là hay nha mọi người.